Thưa quý vị và các bạn, CDC Nghệ An vừa thông tin, trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 30 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 tại 7 huyện thành. Ghi nhận 7 ca có triệu chứng, 23 ca không có triệu chứng, trong đó có 9 ca nhiễm cộng đồng tại huyện Quỳ Hợp và thành phố Vinh. Đối với 21 trường hợp còn lại đã được cách ly từ trước, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 1.203 bệnh nhân.